Hello, xin chào các bạn Mời các bạn theo dõi tiếp những diễn biến của World Cup cờ vua đang diễn ra tại Isaac Aizan Ở video hôm qua các bạn đã biết Lê Quang Liêm bị đối thủ kém tận 200 điểm elo cầm hòa Liệu rằng sang ván này khi được cầm quân trắng đi trước Quang Liêm có thể giành chiến thắng hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây Ở ván này Lê Quang Liêm được cầm quân trắng đi trước Anh mở màn với nước tốt D4 Ivan Ivanisevic đáp trả bằng nước tốt D5 Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi tốt E6, bảo kê cho tốt D5 và mở đường cho tượng phát triển. Trắng đẩy tốt C4, thí tốt. Đen không ăn tốt trắng mà đi tốt H6, ngăn mã hoặc tượng trắng G5. Trắng cũng không ăn tốt đen mà để tốt G3, mở đường cho tượng lên G2, kiểm soát đường chéo lớn. Đen phát triển mã F6. Trắng theo hoạch lên tượng G2, chuẩn bị nhập thành. Đen cũng lên tượng D6, chuẩn bị nhập thành. Và theo đúng kế hoạch, trắng nhập thành, đen nhập thành. Trắng lên hậu C2 Đen để tốt B6 Mở đường cho tượng lên B7 Kiểm soát đường chéo lớn Trắng đẩy tốt A3 Làm bà đạp dâng tiếp tốt B4 Đen theo hoạch lên tượng B7 Trắng đẩy tốt C5 Tấn công tượng đen và gạ đổi tốt Tốt đen ăn C5 Tốt trắng ăn lại C5 Tiếp tục tấn công tượng đen Đen chạy tượng E7 Trắng dâng tốt B4 Liên kết các tốt cánh hậu lại Đen để tốt A5 gạ đổi Nhằm phá hủy cấu trúc tốt cánh hậu của trắng trắng lấy tượng B2 kiểm soát đường trao lớn và bảo vệ xe. Tốt đen ăn B4, tốt trắng ăn lại B4 gạ đổi xe. Nên không đổi xe với trắng mà nhảy mạng A6 tấn công tốt trắng B4. Trắng lên hậu B3 bảo vệ tốt. Đen đẩy tốt xuống D4 thí tốt. Nếu trắng lấy tượng ăn tốt thí của đen thì tượng đen ăn mã trắng. Tượng trắng ăn lại tượng đen và tấn công xe đen thì hậu đen ăn tượng trắng và tấn công xe trắng. ván cờ cân bằng. Còn nếu trắng lấy mã ăn tốt thí của đen thì nên đổi tượng với trắng. Vua trắng ăn lại tượng đen thì đen thí mã ăn B4. Hậu trắng ăn mã đen, xe đen ăn xe trắng, tượng trắng ăn xe đen. Hậu đen A8 chiếu bắt lại tượng trắng. Ván cờ cũng cân bằng. Trở lại ván cờ thực tế. Nếu lấy tượng hay mã ăn tốt thí của đen thì ván cờ đều cân bằng. Như vậy là đã thành công với Ivan Isevic rồi. Do đó Quang Liêm không ăn tốt thí của đen mà lên xe A5 để được tốt bảo vệ. Sau đó mới thịt tốt đen ở D4 Ở đây đen có thể qua xe B8 Ghim tốt trắng B4 Hoặc đẩy tốt E5 bảo vệ D4 Mã trắng ăn E5 Thì đen đổi tượng với trắng Sau đó gạ đổi hậu tiếp Rồi gạ đổi tiếp xe Khả năng cao ván cờ sẽ hoa Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Đen lựa chọn một phương án rất máu lửa Là phế mã ăn tốt trắng C5 Gạ đổi xe nhằm tiêu diệt hai con tốt nguy hiểm phía cánh hậu của trắng. xe trắng ăn mã đen, tượng đen ăn xe trắng, tốt trắng ăn tượng đen, mở đường cho hậu tấn công tượng đen còn lại. đen giờ mới qua xe b8 bảo vệ tượng. như vậy là đen đã phế cả tượng và mã để bắt được một xe một tốt của trắng. nhìn chung lúc này trắng đang lợi hơn về chất nhưng mà lợi thế cũng chỉ gọi là nhỉnh hơn một chút xíu mà thôi. tiếp tục túc tiếp theo thì trắng chạy trước hậu c2 tránh đường tấn công của xe đen đen giờ mới để tốt E5 bảo kê cho tốt D4 Nếu trắng ham hố lấy mã ăn tốt đen E5 Thì đen sẽ đổi tượng với trắng Rồi đi hậu D5 chiếu bắt mã Lợi thế sẽ lại nghiêng về bên đen Trắng chạy mã về F3 cản chiếu Thì đây đi hậu A2 kết hợp với xe tấn công tượng trắng Trắng chắc chắn vẫn cứ mất một quân nhẹ Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không dám ăn tốt đen E5 mà phát triển mã B lên D2 nên cái song mã ngăn tốt đen tiến xuống E4. Đen dịch xe sang E8 kiểm soát cột E kết hợp cùng tượng và mã yểm trợ cho tốt đen tiến xuống E4. Nhưng mà thực ra đen sẽ chưa thể đẩy tốt xuống E4 được vì sẽ mất tốt D4 ngay. Do đó trắng không sợ và bình sẽ A1 kiểm soát cột MA. Đen lên tượng C6 mở đường cho xe kiểm soát cột MB. Trắng đẩy tốt E3 gạo đổi tốt. Đen cũng không ngán đổi luôn. Tốt trắng ăn lại tốt đen. Đen nhảy mã D5 kiểm soát trung tâm tấn công lại tốt trắng. Nếu trắng đẩy tốt E4 tấn công mã đen thì đen sẽ chạy mã E3 tấn công đôi tượng và hậu trắng. Trắng có chạy hậu đi đâu thì đen cũng sẽ đổi mã lấy tượng của trắng. Thủ tiêu quân tượng đang kiểm soát đường chéo lớn không có lợi cho trắng. Do đó ở ván cờ thực tế trắng không đẩy tốt E4 mà nên sẽ A3 bảo vệ tốt. Đen nhảy mã B4 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hộ C3 kết hợp với tượng của mã tấn công tốt đen ở E5. Đen không tìm cách bảo vệ tốt mà phi ngay hộ xuống D3 gạ đổi hậu. Trắng không đổi hậu với đen mà lấy mã thịt tốt đen ở E5. Vừa tấn công hộ đen vừa mở đường chéo tấn công tượng đen. Lúc này thì đen không có cách nào tốt hơn là phải đổi hậu với trắng. Tượng trắng ăn lại hộ đen, đổi tiếp tượng với trắng. Vua trắng ăn lại tượng đen. Đen nhảy mã C2 tấn công đôi xe và tốt trắng E3 trắng chạy xe A7 tấn công lại tốt đen C7, mã đen a 3 chiếu, trắng chạy vua F3 tấn công lại mã đen, để chạy mã vệ D5 chiếm lĩnh trung tâm, tấn công tượng trắng và bảo vệ tốt C7. Mặc dù đang kém chất nhưng đen lại hơn trắng một tốt, nhìn chung thế trận vẫn chỉ cân bằng. Trắng chạy tượng D4, đen lên xe E6 ngăn mã trắng nhảy vào C6. Trắng lùi mã E về C4 giải phóng ô cho tượng lên E5 để ghim tốt đen C7. Đen bình sẽ D8 kiểm soát cột MD. Trắng vẫn theo hoạch lên tượng E5 kết hợp với xe tấn công tốt đen C7. Đây không bảo vệ tốt mà qua xe E8. Tượng trắng AC7, xe đen F6 chiếu. Trắng lùi tượng về cản chiếu. Ở đây tượng trắng đã bị ghim. Đen có thể đẩy tốt G5 tấn công và bắt chết tượng trắng. Nhưng khi đó trắng thể qua xe D7 tấn công mã đen. Rồi nhảy mã lên D6 tấn công xe đen ở E8 để tốt trắng phong cấp. Do đó đen quyết định đổi ngay mã lấy tượng của trắng Đến nơi trắng Trắng có thể lấy tốt ăn lại ngay mã đen Nhưng mà trắng lựa chọn nhảy mã E4 tấn công xe đen và bảo vệ tốt thông Đen chạy xe E6 chồng hai xe tấn công lại mã trắng Trắng chạy mã D6 tấn công lại xe đen ở E8 Giờ chạy xe thì mất mã Đen đành chạy mã về D5 chấp nhận bị mất xe Mã trắng ăn xe đen Xe đen ăn lại mã trắng hiện giờ lực lượng hai bên cân bằng, trắng lợi hơn đen một chút vì có tốt thông. trắng nhảy mã b6 gạ đổi mã, đổi mã thì tốt thông của trắng sẽ tiến thêm được một bước nữa. cho nên đen chạy mã b4 để ngăn tốt trắng tiến lên. trắng lui xe về a4 tấn công mã đen. đen chạy mã c6 chặn đường tốt thông của trắng. trắng phi sử dụng a1 gạ đổi xe. đen chưa vội đổi xe với trắng mà nhảy mã d4 chiếu cái đã. Nếu trắng chạy vua F4 thì đen sẽ đổi xe với trắng rồi nhưng mà E6 chiếu bắt tốt, lợi thế sẽ nghiêng về bên đen. Do đó trắng đành phải chạy vua xuống F2. Giờ đen mới đổi xe với trắng. Mã trắng ăn lại xe đen, đen qua vua F8, trắng lùi mã về C7, đen nhỉ mã B3 tấn công tốt thông của trắng. Nếu trắng đẩy tốt xuống C6 thì mã đen D4 bắt chết tốt trắng do đó trắng nhảy mã a6 bảo vệ tốt đen đi vua e7 trắng đi vua e3 đen đi vua d7 trắng đi vua d3 đen đi vua c6 trắng đi vua c4 tấn công mã đen đen chạy mã d2 chiếu và với việc giữ nguyên quân vua ở c6 cho mã nhảy long quang lê quang liêm biết là có cố gắng cũng chỉ hòa cờ mà thôi anh đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả hòa mặc dù có tốt thông Ván này hai kỳ thủ đánh với độ chính xác khá cao, 98% cho nên cũng dễ hiểu khi bất phân thắng bại. Hòa liên tiếp hai ván với kỳ thủ kém 200 điểm Elo khiến cho Quang Liêm mất tổng cộng 5 Elo và Elo hiện tại của anh chỉ còn là 2735. Nhưng mà thôi không sao. Đến ván sau là ván tie break quyết định. Với sở trường cờ nhanh cờ chớp thì hy vọng Quang Liêm sẽ giành được chiến thắng để lọt vào vòng 3 của World Cup. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại